Chào mọi người, lại là mình đây. Mọi người ơi, theo như yêu cầu của một bạn có tên là Nguyễn Như á, thì cái bình luận của bạn ấy được rất là nhiều tim cũng như là được mọi người bình luận rất là nhiều luôn. Bạn ấy có nói với mình đó là: chị ơi, chị hãy làm thử thách một ngày sống toàn là đồ ăn đi. Em đã là fan của chị 4 tháng rồi, nhưng mà hình như chị chưa làm thử thách do em đưa ra bao giờ á. Nên là cái thử thách này chị hãy thực hiện đi nhé. Em đã kêu cả lớp em đăng ký cho chị rồi đấy, không có sót một ai đâu. Cái bình luận của bạn này rất là dễ thương luôn. Và tự nhiên mình đọc thì mình thấy là hình như là mình cũng chưa có làm một cái video nào đấy mà thử thách là một ngày toàn là đồ ăn đó mọi người. Cho nên hôm nay á, theo yêu cầu của bạn Nguyễn Như cũng như á, là theo yêu cầu của rất là nhiều fan yêu cầu mình luôn, thì mình sẽ thực hiện cái thử thách đó là sống một ngày toàn là đồ ăn nha mọi người. Chính vì là thử thách toàn là đồ ăn cho nên mình đã trang trí cái ngôi nhà của mình. Mọi người thấy không, chỗ nào cũng toàn là đồ ăn thôi. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem một số cái trang phục mà mình có khi mà mình thực hiện cái thử thách này nha. Theo như mình thấy ở trong cái tủ đồ của mình thì nó có khá là nhiều các cái bộ đồ mà liên quan đến đồ ăn luôn. Mình không ngờ là lại là nhiều như vậy luôn á. Mình sẽ cho mọi người coi từng bộ một nha. Đầu tiên đó chính là cái bộ nước cam này nè, với lại cái ống hút. Thì cái bộ này chính là cái bộ đào kho báu mà gần đây nhất á. Thì không biết mọi người có cái bộ này không ta. Và mình á, thì mình đã xếp trong ba lô của mình á. Mình có một cái ba lô bánh mì rất là dễ thương luôn, bánh mì sandwich đó mọi người. Thì cái ba lô này là mình đã được tặng ở trong cái phần quà tặng á. Tiếp theo á, đó là cái bộ đồ mà bắn bút phin á. Thì cái bộ đồ này là cái bộ đồ đầu tiên luôn mà nó rất là cute hột mê mà nhà phát hành đã bán bằng tiền sale. Theo như mình nhớ không nhầm á, thì là 12.500 tiền sale thì phải. Và nhà phát hành đã bán cái bộ này. Thì không biết mọi người có cái bộ đồ này không ta. Nó cũng chỉ mới ra gần đây thôi. Tiếp theo mình có đó là một cái bộ đồ mà hình quả dâu á. Thì cái đầu dâu này á, mình đã sở hữu được khi mà mình mua cái gói kim cương tháng á mọi người. Thì theo từng tháng người ta sẽ cho mình từng cái mũ khác nhau. Và cái mũ dâu này hình như là nó ở tháng thứ tư hay tháng thứ năm gì đấy á, là mình đã được cái mũ dâu này nè. Và cái bộ đồ thì là bộ đồ hoa cẩm tú cầu. Chắc là mọi người có coi video đập hộp hoa cẩm tú cầu của mình rồi đúng không? Còn cái bánh mì thì là cái ba lô bánh mì. Một bộ đồ cũng không thể nào bỏ qua khi mà thực hiện thử thách một ngày toàn đồ ăn, đó chính là cái bộ đồ siêu cute hột me luôn. Bộ đồ hình trứng gà mọi người ơi. Thì ở trên đầu nó có một cái mũ hình trứng gà á. Và đây là cái bộ đồ mà đạt giải nhất trong phần thiết kế trang phục á, mà nhà phát hành chỉ cũng mới bán thôi, với giá là 100 kim cương á. Thì không biết là mọi người đã sở hữu cái bộ đồ này chưa ta. Và theo như mọi người thì mọi người cho bộ đồ này mấy điểm? Nếu như theo bản thân mình đó nha, thì mình sẽ cho bộ đồ này là 100 điểm luôn. Bởi vì là thứ nhất là nó bán bằng kim cương nè, mọi người đều có thể mua được. Thứ hai là về cái độ cute thì khỏi phải nói rồi nè đúng không? Và bộ đồ tiếp theo mình mặc đó là một cái bộ đồ nhìn nó kiểu hơi hài một tí đúng không mọi người? Là cái đầu mà hình cục phân á. Thì ở bên Nhật á, không biết ở Việt Nam có không, nhưng bên Nhật nó có một cái bánh á mọi người, mà là cái bánh mè vị sô-cô-la với lại là vị vani á. Nó hòa quyện vào với nhau nó rất là thơm luôn. Mình phải công nhận là cái bánh đó nó rất là thơm luôn. Bữa nay mình sẽ mua và mình ăn, mình review cho mọi người coi luôn nha. Nhưng mà cái hình của nó thì hơi kiểu dây một tí. Đó là cái hình, cái đầu hình cái cục phân á mọi người, nhìn nó mắc cười lắm. Nhưng mà thật ra đây là một cái bánh mè sô-cô-la vani rất là ngon, và mình cũng rất là ưa thích cái bánh này luôn. Thì cái bộ đồ này nó rất là hài đúng không mọi người? Theo như mọi người thì mọi người cho cái bộ đồ mà dạng như là cục phân này bao nhiêu điểm? Cái cục phân này thì mình đã được chị Mèo tặng cho mình ở cái phần quà tặng ở mùa trước đó mọi người. Nhìn đó kiểu hài ơi là hài đúng không? Một cái bộ trang phục nữa cũng khá là cute hột me, đó chính là cái bộ trang phục mà hình quả bí ngô á. Thì cái bộ trang phục này mình đã sở hữu khi mà mình mua cái mùa VVPet mà hồi Halloween đó mọi người. Thì bí ngô rất là tốt cho sức khỏe nên mọi người nhớ nha, là ăn bí nhiều nha mọi người, vì nó sẽ tăng sức đề kháng này, với lại nó sẽ làm cho mình kiểu là thông minh lắm á. Nên là bí ngô cũng là món ăn mà mình rất là thích luôn, canh bí á mọi người. Bộ đồ tiếp theo mà mình sở hữu đó chính là bộ đồ hình trái dứa cute hộp me. Bộ đồ hình trái dứa này thì mình đã sở hữu khi mà mình mua cái mùa VVPet là mùa trái cây á. Thì nhìn một cái là thấy nó mát mẻ liền đúng không? Không biết mọi người có thích ăn dứa không? Chứ mà mình thì mình thích uống nước ép dứa hơn. Bởi vì mình thấy nó kiểu ngon lắm á mọi người, và nó thơm nữa. Thì đây cũng là một cái bộ đồ mà mình rất là yêu thích luôn. Mọi người cho bộ đồ này bao nhiêu điểm? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Và cái bộ đồ cuối cùng ở trong cái phần mà thử thách 24 giờ toàn là đồ ăn chính là cái bánh hamburger đen momo cute hột me của mọi người đây. Thì cái bánh hamburger này á, là mình đã mua ở trong một cái mùa VVPet đó mọi người.
Còn bây giờ thì nó lại đổi qua cái phần mà dạng như là đập hộp rồi. Cho nên nếu mà mọi người muốn sở hữu cái bánh hamburger này thì mọi người phải đập cái hộp á, cũng khá là nhiều. Bởi vì mình thấy cái bộ này nó cũng khá là cute, với lại cả là nhìn nó kiểu dễ thương mà nó hài sao, mọi người nhìn là thấy muốn ăn liền bánh hamburger luôn á. Cho nên đó là mọi người cho cái bộ đồ này bao nhiêu điểm. Thì nãy giờ là tất cả các cái bộ đồ mà mình sở hữu mà liên quan tới đồ ăn đó, thì mọi người thấy bộ đồ nào đẹp nhất hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha. Còn đối với mình đó thì mình thích tất cả luôn, bởi vì mỗi bộ đồ nó sẽ có là một cái kiểu điều đặc sắc khác nhau á mọi người, nên là cái này mình cũng thích hết. Bây giờ thì chia tay tới cái việc là mặc đồ, thì mình sẽ giới thiệu cái sơ qua cái căn nhà của mình cho mọi người coi nha. Thì ở trong căn nhà của mình nó có rất là nhiều các cái dạng như là máy á, làm như là đứt dừa này, rồi là máy làm bánh đầu lâu, mấy cái máy mà làm kiểu bông gòn, với lại là máy làm bánh mì nữa. Thì tất cả các cái máy này là mình đã sưu tập ở trong các cái mùa VIPPass nè, ở trong các cái nhiệm vụ như là nhiệm vụ lễ tình nhân. Và sắp tới đây á, thì nó sẽ cập nhật thêm một cái nhiệm vụ mới cho mọi người đó. Thì hình như là vào ngày mai hay ngày mốt gì đấy á, là người ta sẽ cập nhật một cái nhiệm vụ nữa, đó là nhiệm vụ hoa anh đào mọi người. Và đây là một cái nhiệm vụ phải nói là mình rất là chờ đó luôn, bởi vì đây là mùa xuân mà là mùa hoa anh đào. Thì ở bên Nhật hoa anh đào nó bắt đầu nó có nụ rồi đó mọi người. Khi nào mà bắt đầu nó nở hoa thì mình sẽ quay nguyên một cái video đó là đi xem hoa anh đào cho mọi người coi nha, đảm bảo mọi người sẽ thích luôn á. Cho nên đây là một cái mùa mà mình rất là chờ luôn, là mùa hoa anh đào mọi người. Thì ở đây mình có rất là nhiều các cái máy mà làm bánh nè. Mọi người đã sở hữu được cái máy nào rồi, và mọi người thích cái máy nào nhất, hãy tiết lộ và để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha mọi người. Và ở trong nhà của mình đó thì còn rất là nhiều các cái nội thất mà liên quan đến đồ ăn nữa. Ví dụ như mình có là cái bộ ghế sofa này, cũng là một cái bộ mà bánh mì kẹp xúc xích, với lại là một cái bánh pizza. Rồi bên này thì mình có là một cái bình làm mà nước chanh đó mọi người. Thì mọi người có hỏi mình là cái bình làm nước chanh này ở đâu ra á, thì đây là cái bình đó mà mình lấy ở trong cái mùa VIPPass mà bánh mì á mọi người. Thì nó có cái hộp nước chanh này nè. Với lại là mình có là một cái bồn tắm, bởi vì là mình không có bồn tắm mà hình đồ ăn á, cho nên là mình đã làm nguyên một cái bồn tắm mà toàn là bánh mì thôi. Trời ơi, được tắm ở trong cái bồn tắm á, xong rồi là lấy cái tay bốc cái bánh mì ăn á, sung sướng biết bao nhiêu luôn á mọi người ha. Ở bên cạnh á thì mình còn có đó là một cái bồn vệ sinh mà hình kem sô-cô-la này mọi người. Cô tê hụt bi không? Trời ơi là trời, nhìn mà tôi muốn xỉu luôn á mọi người ơi, nhìn nó hài á mọi người. Chia tay với lại cái bồn vệ sinh mà hình kem sô-cô-la thì ở phía bên này á, mình sẽ có là một cái giường hình quả táo. Thì cái giường này giống như là một cái công chúa ngủ trong rừng luôn á, mà nó còn là hình quả táo nữa, nên nhìn rất là đẹp luôn nè, mình rất là thích cái giường này á. Còn ở phía bên này thì mình sẽ có thêm một số các cái đồ nội thất như là cho thú cưng nè, hay là cái tủ lạnh. Và ở đây mình cũng có là một cái giường mà bánh sandwich nè mọi người ơi. Đây nè, mình sẽ ngồi lên cái bàn mà hình dạng như là mật ong trước, sau đó là mình sẽ nhảy lên cái giường hình sandwich cho mọi người coi nha. Rất là đẹp đúng không? Bởi vì cái giường này nó có cái hình là bánh sandwich đó mọi người, cho nên là mình hay treo lên tường hơn là mình để nó dưới đất. Tại vì mình thấy treo trên tường thì nó lại cute hơn á. Và đây là toàn bộ cái căn nhà yêu quý của mình, và toán là đồ ăn thôi. Mọi người cho căn nhà thì bao nhiêu điểm? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình biết nha mọi người. Bây giờ thì mình ở trong nhà rồi, thì bây giờ mình sẽ phải đi ra ngoài và đi chơi, để coi là ở bên ngoài nếu mà thử thách là 24 giờ toàn là đồ ăn thì nó sẽ có những cái gì nha. Chúng mình cùng đi thôi. Đối với lại phương tiện di chuyển đó mọi người, thì mình sẽ có là hai cái mà mình liên quan đến đồ ăn. Thứ nhất đó chính là cái khinh khí cầu mà hình cái kem bạc hà này mọi người. Thì mọi người đã sở hữu cái khinh khí cầu này chưa? Mình đã phải bỏ ra là 1.000 lá mầm để mình mua được cái khinh khí cầu này á. Thì cái đợt mà nó ra khinh khí cầu này chắc là nhiều bạn phải tái chế cả cái nhà để mua nó đúng không? Nhưng mà có một điều đó là nó rất là chậm luôn á, đi nó thì thà đi bộ còn hơn á mọi người. Nó chỉ để trưng cho đẹp thôi. Cho nên đó là mình sẽ lôi cái gậy Boco của mình ra để mình đi nha. Cái gậy này thì mình đập ở trong cái hộp bánh kem á mọi người. Mọi người đã có gậy Boco chưa? Và cái gậy Boco này thì nó rất là có duyên với mình luôn. Đó là mình đập cái hộp đầu tiên luôn thì nó đã ra ngay cái gậy này á mọi người. Thì đây là một cái gậy hình kem cherry nè. Và cái gậy này nó được cái là nó đi nhanh hơn khinh khí cầu, cho nên là mình sẽ chọn cái gậy này đi thì nó sẽ kiểu cute hột bi, với lại nó nhanh hơn nha. Tự nhiên á, cái su cà na ghê luôn á, đang trời đẹp thì chớ, xong rồi nó đổ cơn mưa, vậy là mình ướt hết cái bộ quần áo hamburger rồi.
và mình đã mặc cái bộ đồ hình quả dứa, cũng như là mình đã có một cái dù á mọi người, là hình quả dâu tây á, thì đây cũng là một cái dù mà mình cực kỳ là yêu thích luôn, bởi vì nhìn nó rất là cute luôn nè mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy vô trường và mình sẽ tìm những cái môn học á mà có là hình đồ ăn để mình học cho mọi người coi nha. Đố mọi người biết là trong trường á cái môn gì mà có hình đồ ăn luôn á. Thì liên quan tới đồ ăn chắc chắn là phải có môn nấu ăn rồi đúng không mọi người? Ở trong trường thì sẽ có hai môn học liên quan tới đồ ăn. Thứ nhất là mình sẽ có là môn nấu ăn, thứ hai là môn kết hợp thẻ mọi người. Thì bây giờ cái môn kết hợp thẻ nó đã đổi hoàn toàn mấy cái thẻ rồi. Hồi trước á là mấy cái thẻ mà dạng như là hình quả táo nè, hay là mấy cái hình gì nó đơn giản lắm. Còn bây giờ thì nó sẽ đổi lại đó là hình đồ ăn của 7-Eleven á. Nhưng mà không biết mọi người có cảm giác giống mình không? Đối với mình đó thì đồ ăn của cái 7-Eleven á chơi nó khó hơn là cái dạng như là chơi xếp hình thẻ như ngày xưa á mọi người. Thì mình thích hình thẻ như ngày xưa hơn. Không biết mọi người có giống mình không ta? Thì mình quyết định đó là rủ sư phụ và lắc của mình đi ra ngoài cái chỗ bè biển đó để câu cá thử coi. Và bởi vì hôm nay đó là thử thách là toàn là đồ ăn, cho nên mình cũng sẽ sử dụng cái cần câu mà là cần câu hình cái quả ngô á để mình đi câu, để coi xem là mình có câu được gì không nha mọi người. Sau một đêm lâu ơi là lâu thì mình đã có cái bóng bốn đầu tiên rồi. Và khi mình kéo lên đó mọi người biết là con gì? Đó chính là một con sứa Nomura mọi người ơi. Nhưng mà cái con này sao mà ăn được ta? Con này chỉ để chân thôi, cho nên là mình đã quyết định đi câu cái con khác nha. Và mọi người hãy chờ xem cái con cá tiếp theo mà mình câu được sẽ là có cái gì nha mọi người. Mình đã chuyển qua địa điểm mới, đó chính là cái ngọn hải đăng, và nó đã có nguyên một cái bóng bốn rồi nè. Nếu bây giờ mà nó lên con hải cẩu thì mình cũng sẽ không có ăn nó đâu, bởi vì con hải cẩu là cũng để trân á mọi người. Thì không biết là cái con cá này là con gì, liệu mình có ăn được không ta? Nó nhấp rất là lâu luôn á mọi người ơi. Mọi người khi mà gặp bóng bốn mọi người có bị rung không? Lên em ơi để coi là cái con gì đi. Wow, là một con cá thương mọi người ơi. Là một ông thần cá mọi người, cho nên cái con cá thương này mình sẽ quyết định mang nó vô trong khu cắm trại á mọi người. Và mình sẽ nướng nó để mình ăn luôn nha. Chứ cái con này thì mình sẽ không có trân đâu. Mấy cái con cá mà dạng như là ông hoàng cá hay là mấy cái ông thần cá thì mình thường là sẽ mang đi ăn, hoặc là mình sẽ bán cho nó ở cái chỗ tiệm bán cá mọi người, chứ mình sẽ không có trân trong nhà. Vậy vậy đây là cái con cá thương này á, mình sẽ mang nó vô khu cắm trại và nướng nó lên và ăn nha mọi người. Thì hôm nay là cái thử thách đó là 24 giờ mà sống ta là đồ ăn của mình đã hoàn thành rồi nè. Mọi người thấy cái thử thách hôm nay của mình như thế nào, hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye.